té lên các bạn coi hai chiếc máy cài turbo 892-95 đóng bà cố. Cái tu cái bô rồi nó rít nghe đã. Tiếp tục coi cặp xe nhà nè các bạn, hai anh em. Rồi bây giờ nó đây nó còn mấy đống nè, xong dí lên đây bốc mấy đống đây, xong sàn qua bên kia bốc tiếp băng qua cái chỗ này. Làm sao rồi má ơi, trời ơi sao mình nó xuống ngay cái lỗ này vậy, cái này nó chợt xuống hay sao nè. Biết được. Nó lặn vậy nào, nó lặn à. Nó lặn vậy nào, lặn à. Trời ơi. Bỏ đông kim bì vô. Đó, về chim vô. Okay.
đang chim cây vô các bạn, chim cây chim mì nó không nhảy kìa. Bên lên qua wow, nó lùa nguyên một đống đất. Bên lên bể hả, bể mặt hả, hạ xuống lại. Ok vô xong rồi kích cái thùng lên. Rồi ra đi Tấn ơi. Đó lên bánh xe đó, xe nhóc lên đó, đó rồi đó, bánh xe nhóc lên rồi đó, thả rồi đó, đó đổ mì rồi, rồi lót cây vô cái đổ bánh này quá, mới thấy lên lầy cái này. Nó hỏng hết rồi đó. Giờ kiếm cây bự chim vô. Trời đất dây này cũng mềm xèo luôn trời. Không lên cốc rồi. Này chim cây bự thôi. Phải
đây chua với vườn mì nước mát. Đào luôn ngay đâu mấy cái này. Đào đi gió nhẹ. Từ từ, hạ xuống đi rồi chút mày đào nó gấp gáp gì dữ à. Lo cho mày chưa xong nó cái đó từ từ đi. Đào xong chim chim bây giờ mấy gốc mì xuống dưới đó. Ra giờ bỏ đất cứng chim nó. Cây không có nhiều, không có chim cây. Để cho nó vô luôn nó lúng đè xuống. Xong bên lên lần nữa, kích lên lần nữa. Rồi cái bách nó hết xuống rồi đó. Rồi. Kê hay sao? Kê hay sao thêm? Cây to đùng luôn. Ôi, cái bánh bên kia còn phải lót cây không? Đó, giờ chim chim đó là hết lúng vô đó rồi. Giờ kích lên tiếp cho nó hỏng bánh lên vào chim cây lại. Không chừng chắc mới chặt một cưa mấy cây bự cho bả đó. Kê làm sao để kích thùng lên đó. Múng quá chợ kìa. Bắt đầu kích lên. Không máy nè. Rồi bánh từ từ hỏng rồi. Móc tới đất sét luôn hả? À, móc tới đất sét luôn. Móc sâu có 5 mét. Lầy mà cũng còn vui. Nói chung là khi mình đùa giỡn để nó quên bớt mình nhật. Những cảnh này ai cũng rầu hết rồi. Đang đó, cào bên hông đó. Để cho nó nhẹ bụng. Rồi mấy cây chim vô ngay chỗ cái anh Bảo Thu ngắn tay. Mấy cây chuẩn bị sẵn để trên cái gầm xe nè. Ông đút vô đó, đóng vô kìa. Đội trưởng ló cây đột mạnh quá. Anh Phúc đông rất mạnh. Anh Phúc đông rất mạnh luôn. Chim vô kẻ bánh. Cây bự là chim vô kẻ bánh, cây nhỏ là để ngoài. Cây đó để không để ngoài. Lót chứ thôi. Được chưa? Rồi nó còn mấy cây đó. Anh Phúc đông đỡ ngoài chút. Đây không? Lấy mấy cây ra ben lên rồi bắt đầu cho nó xuống cái lúng cái ben lên nữa. Gian sao kết cái chải sim không cưng. Đúng rồi, cây nào cũng vậy hết nè, cái này cũng vậy luôn. Đó. Xuống rồi nó còn lúng nữa không? Cây ra. Không tán nữa. Cây cái mới rồi đó. Này lấy cái ti 1 mét để qua nè, xì luôn kìa. Bây giờ cũng xì luôn rồi. Kìa, ti xì nhớ kìa. Thêm cái nữa cho chắc hả? Rồi bên lên cái nữa.
chim cây đứt sao mà bay lên cái nè, kích lên cái chim vô này. Tiếp không ơi sao giữ kìa. Hết luôn rồi, hết rồi, đâu còn bên được nữa. Hết rồi. Còn lên cho nó miếng nó đậu mẹ, tao lấy cây dài vô bự vô bay. Cho nó cây vô. Rồi. Đó giờ con này nó nhét cây bự luôn nè, nhét cây bự đó vừa không? Trời ơi. Hết cơm mà anh Phong. Thay đầu cây qua. Thay thay coi. Trồng lên hai cái nhỏ luôn. Nhét. Đóng rồi đó. Nhét vô kẻ bánh. Cây này là bao lúng luôn á. Xay đừng cho cắn. Úp xuống, đó, ấn rồi. Đóng. Cây mở cho vô đây với bèo đi. Đóng vô đi. Rồi, lấy hai lấy qua ngồi đó không? Rồi, ở đây lên rồi mà. Rồi, hạ xuống. Sao hai cái lớn đâu? Cái này. Cái hai cây qua đây. Chích lên hạ xuống, nãy là 4 lần rồi đó. Lấy cái cây lót ngọt đây luôn. Dính cái cây luôn đây. Rồi, tháp ra. Tháp lên, tháp ra. Lấy cái rồi vô đây. Chích lên cái nữa đi. Tháp ra không được lên mà. Lấy cây hết đi. Tạm hồi đụng máu, cái này tập thường con cá này. Lấy cây ra hết đi thôi. Cái cây hết đi, bỏ gì, bỏ cây ra, bỏ ngang thôi, khỏi bỏ giữa, bỏ ngang đúng không? Nó chịch cây vậy hả? Bỏ mì ra sao đuôi? Rồi đang lót vô kích lên cái nè. Sửa cái cây lại. Mấy cái đầu bì em nhớ không kịp nó mới trồi ra. Sợ nó mòn cái bì này. Lót tay ngang vô. Lót công ngang bên vô. Vô vô đậu đi rồi lót. Bỏ một cái. Sao vậy? Giờ đổ một cây không? Đi. Giờ cây yếu mà cây yếu. Giờ này nó nhậu rồi. Cái đậu vô rồi. Từ từ từ. Đang đụng mấy chín cái giò đó từ từ rút giò lên. Cái cây lót lót cây đi vô, lót có cục luôn đi. Rút cục á. Người ta cho thêm một người một tấn đi là kêu chịu đi không chịu rồi cho thêm 500 nữa tính giá một tấn thích vô chút nữa thích vô ngoài trời dặn ngày qua là đi rồi lên đây rồi kịch lên lên đi lên đi lóc đó cãi chính giữa. Đây cốt
cú rồi phải không? Lên lấy cú coi. Ở dưới là 3-4 cái cây rồi đó. Nó chừng cho trúng đầu cây vô cái tay đó. Mà để xéo chút. Đưa cái dài luôn. Xay đúng không ạ? Để ngay kẹo bánh. Rồi thục cho nó vô kẹo bánh. Cái cây mà hai người khiêng cống đóng luôn này, đi sình kìa, các bạn thấy không? Đất lầy ghê. Đó, đi kìa. Đó. Đi không nổi luôn à, lúng hơn đầu gối luôn. Không nổi đâu đi. Anh Phúc, anh đang còn Phúc à. Cái đó là giá trị đi theo bất quả. Nó lỡ nó lên cây này, làm cái này cũng ngon. Đi đây. Thôi, xuống ơi. Hạ xuống đi. Rồi cái bánh nó kìa. Rồi. Rồi hết rồi đó. Chưa gắn sách. Kéo 892 turbo luôn. Và một này trên đó phải 6 tấn mì. Hai anh em một nhà. Kia cũng đứng tới lưng quần luôn. Đậu sau 5 mét anh lại ơi. Đậu sau 5 mét. À, đứng tới lưng quần luôn hả? Đứng tới lưng quần luôn. Đậu nào cũng 5 mét lòng. Dừng là dừng vô luôn, cái hũ vàng luôn anh, vô bánh luôn á. Có vàng không? Có vàng là chia nha. Được, có báo.
luôn. Ngày này. Rồi bữa nay dính về rồi mai có đi nữa không? Có. Mai em đi nữa em. Ờ chắc anh nghe đừng bỏ anh nữa nghe. Đừng bỏ anh nữa. Từ nay em bỏ anh vất vả quá. Được rồi, đợt này em hứa anh là em không có chạy nữa. Bây giờ em quay về chùa rồi. Quay về chùa. Em quay về chùa hả? À, em không chạy nữa hả? Bây giờ là không có. Thế là vui. Đi nữa. Rồi, mấy anh chị ra phụ bẻ cây mì, rồi đồng bộ vô phụ, kích lên tiếp. Này nè, kích tập 2. Lấy cái mì cũ đồng vô tiếp. Rồi, ok, bây giờ kích tiếp các bạn. Này vất vả thiệt. 11 dưa đó. Lên chỗ đó gần cả tiếng hồ. Nhích đường khúc lên bị thêm. Không đi, bây giờ nó chạy chết. Kia coi nó không bánh vô phụ rồi các bạn. Nghe anh tài xế nói á, thì một chiếc nữa vô trễ kia cũng kích lên xong chim cây đồng hồ dịch tới luôn chứ không có chàng thùng. Cái một trên đó là khoảng 5 tấn mì. Các bạn, nhưng mà thật ra những cảnh lầy này không ai mong muốn. Có thể là mình ở đó mình quay phim nhiều quá, nhiều người ta không thích các bạn, nên các bạn thông cảm. Thì anh chủ xe thì không có gì, nhưng mà mấy người mà người ta nhổ mì vậy, người ta cũng vất vả lắm. Thôi để mình lên đường đi, chờ xe mình lên lầy xong mình quay tiếp, chạy cái đường lớn ngoài ra. Rồi, chào các bạn nha. Đó, xe nó tuốt cái gì đó.